một giai đoạn nhất định của cuộc đời, chúng ta sẽ không còn bận lòng tới những chuyện thắng thua, mà chỉ im lặng và mỉm cười đối mặt với những áp lực ở ngoài kia. Đó không phải là hèn yếu hay là nhu nhược, chỉ là mong muốn năm tháng tĩnh lặng, kiếp này bình an cho mình.